Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đánh giá cho các bạn và chia sẻ cho các bạn về một cái điều bí mật cũng như bất ngờ của Hyundai Solati giai đoạn đầu 2020. Đây, cái bãi này đang là bốn chiếc Solati với bạn, màu trắng hết. Trong tay tôi đang nắm là trên 4 tỷ nha các bạn. Oh, quá tuyệt vời. Đây, tôi đã nổ máy sẵn một chiếc cho bạn đây, màu trắng. Đấy, về tổng thể các bạn có thể thấy đứng góc 3/4 như thế này, Solati dòm khá hàm hố, quá rộng rãi, quá đẹp sở hữu. Đây, cụm đèn bi halogen, các đèn led nè bạn, quá đẹp, nhìn hầm hố bãi trưởng luôn các bạn ạ. Nhìn rất là căng, rất là rộng rãi luôn. Rồi, chúng ta sẽ lướt sơ xem các bạn có thể thấy cái độ nuột của Hyundai Solati. Wow, cái cụm đèn là hơi bị hút hồn đấy các bạn ạ. Khá là quyến rũ, khá là rợi tình luôn các bạn ơi. Rồi, đây. Wow, nhìn tổng thể thì nó như một gã khổng lồ đấy. Rồi, chúng ta sẽ vô trong xem có trang bị gì mới không nào. Wow, rộng quá. Chúng ta sẽ giảm gió lại. Rồi, để xem em có gì mới không nào. Đây, ghế vô lăng vẫn trang bị như vậy, khóa lóc cửa, màn hình tắp lô, có hiển thị đầy đủ hết. Về dàn lạnh, về dàn này nó không trang bị cái đầu AVN hay một cái đầu Android nhé các bạn, mà một cái đầu CD thôi. Mở cửa. Chúng ta dòm tổng thể nha. 16 chỗ nha bạn. Đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp như ngọc trinh, nục như ngọc trinh. Đứng cao. 1.7, 1.8 là đứng cao lắm các bạn. Đây có để đồ rồi ha. Rất là đẹp luôn. Đây có một được một cái súp nữa. Tuyệt vời quá. Rồi. Không có khác biệt so với trước nha các bạn. Nhưng cái điều khác biệt như thế nào? Cái điều mà bí mật vừa rồi tôi có chia sẻ cho các bạn đó là về cái giá và chương trình khuyến mãi của Solati thời điểm hiện tại các bạn ạ. Nó như thế nào? Với trang bị như thế này thì giai đoạn ra mắt của Hyundai Solati là 1.080 tỷ. Nhưng cái nhưng đây đáng nói đó là thời điểm hiện tại Solati chỉ còn 1.015 thôi các bạn ạ. Giá 1.015 thì hãng sẽ kèm theo một chương trình khuyến mãi khủng, đó là hỗ trợ thuế trước bạ. Thuế trước bạ 20 mấy triệu đấy các bạn ạ, tùy khu vực. Wow, tính ra xe còn chỉ còn 900 mấy thôi. Quá tuyệt vời, quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Rồi 1.015 tỷ thì các bạn lăn bánh vào đấy tầm khoảng 1.060, nhưng mà đã hỗ trợ giảm thuế trước bạ thì tầm khoảng 1.040-1.045 gì đấy thôi các bạn ơi. Tầm khoảng 335 hoặc 340 thì các bạn đã nhận xe rồi, hỗ trợ thuế trước bạ. Hỗ trợ vay trả góp 70% giá trị xe, các bạn chỉ trả trước 30% là tầm khoảng 340-350 thôi. Quá đẹp cho một chiếc 16 chỗ giai đoạn hiện tại, quá rộng rãi luôn các bạn ạ. Những ưu điểm mà các bạn có thể sở hữu Hyundai 16 chỗ rộng rãi. Cái này là cái quạt hút đây các bạn ha. Mình sẽ nói sơ với các bạn đang nắm như thế này. Ví dụ nhà xe các bạn đã trang bị Ford Genesis rồi thì khi mà một nhà xe khác trang bị Hyundai Solati thì khi mà đón khách á, giữa Genesis và Solati á, Solati nó sẽ rộng rãi hơn. Khách sẽ gọi cái nhà xe kia chứ không gọi bạn nữa các bạn ơi. Khá là chặt. Đi Solati rất là thoải mái luôn. Thì cái cảm giác mà khách hàng khi mà được đi một chiếc xe thoải mái và với cùng tầm mức giá thì khách hàng sẽ lựa chọn một cái đơn vị gọi là rộng rãi, khá là rộng rãi cho họ luôn. Bên cạnh đó thì cái việc phục vụ
Cái này là các bạn, khi mà lơ về nè, lia rất là nhanh các vật dụng này ha, lia rất là nhanh luôn, chúng ta sẽ quay đầu rất là mau đấy, rất là tiện, rất là tiết kiệm chi phí thời gian à. Rồi còn gì nữa ta, các bạn đi chở khách Tây cũng không ngại các bạn à, các bạn đã đầu tư qua tầm quốc tế luôn rồi à, góc nhìn khá thoáng nè, trang bị khá là tuyệt vời các bạn ơi. Với mức giá quá đẹp, xin nhắc lại, hiện nay Solati giai đoạn đầu 2020 nhưng mà khung sườn 2019 nha các bạn, giá 1 tỷ 015, hỗ trợ tặng thuế trước bạ. Đây, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. 1015 là chưa lăn bánh nha, chúng ta sẽ phải chịu còn là phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm à, còn tùy khu vực thì sẽ trang bị hộp đen và phù hiệu để đi vào hợp tác xã nha. Tầm khoảng đâu đấy 1040-1045 thôi các bạn ạ. Rồi, nó to nó nhỏ không bằng xem xe thực tế à, các bạn hãy đến xem xe cũng như để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ thêm. Vâng, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Điều bí mật đã được bật mí. Cảm ơn các bạn. Xin chào.